Hello, xin chào tất cả bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái mô hình Super Affiliate. Trong video hôm trước thì mình có so sánh rằng Super Affiliate với Affiliate thông thường thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ demo cho các bạn xem là cái mô hình Super Affiliate này thì nó sẽ vận hành như thế nào, là tại sao chúng ta lại có thể kiếm được tiền với mô hình Super Affiliate này một cách vô cùng đơn giản. Nó như kiểu là các bạn chỉ cần copy paste là các bạn đã có thể kiếm được tiền rồi. Thì đây là một cái trang giao diện mà mình là cộng tác viên, thì mình sẽ bấm vào nút chia sẻ ở trên này và mình sẽ thấy những cái quà tặng ở đây. Thì ở đây có rất là nhiều những quà tặng khác nhau. Hiện tại thì đang update là 4 quà tặng. Và sau này sẽ có rất nhiều những quà tặng khác nhau, rất nhiều những khoa học khác nhau. Ví dụ như là khoa học về TikTok, khoa học về YouTube, khoa học về NLP, khoa học về siêu kỹ năng cho trẻ. Ví dụ như đọc sách siêu tốc, trí nhớ siêu đẳng, hay là những khoa học về báo hiếu cha mẹ. Thì đây là một trong những chương trình vô cùng là đặc biệt, vô cùng giá trị của cộng đồng ơn nghĩa sinh thành tạo ra. Thì việc của các bạn là các bạn chỉ cần đi chia sẻ và chúng ta đi sao chép cái đường link này để các bạn đi giới thiệu mà thôi. Thay vì khi mà các bạn trước đây các bạn đi làm affiliate cho một cái sản phẩm vật lý nào đó thì các bạn đi sao chép liên kết này và các bạn sẽ đi đăng bài để các bạn đi bán hàng, thì bản chất của nó thì các bạn vẫn là đi bán hàng. Các bạn vẫn cần phải giỏi kỹ năng về thiết kế hình ảnh, khả năng viết content, khả năng chạy quảng cáo thì các bạn mới có thể làm thành công với mô hình affiliate kia. Thì còn cái mô hình này thì các bạn thay vì các bạn đi bán hàng thì các bạn chỉ cần đi tặng quà thôi. Các bạn chỉ cần đi sao chép những cái quà tặng mà các bạn cảm thấy phù hợp để các bạn đi tặng quà. Thì mình lên đơn giản như sau. Ví dụ như các bạn sao chép cái này, sau đó là các bạn sẽ đi gửi đăng bài. Đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Đây. Thì ở đây thì các bạn sẽ copy được luôn là cái đường link này. Sau đó là các bạn copy luôn được cái content luôn. Tức là các bạn không cần phải nghĩ content nữa. Nếu như các bạn làm affiliate thông thường thì các bạn có thể copy được cái đường link này thôi. Còn content thì các bạn sẽ tự phải nghĩ. Nhưng ở cái mô hình này thì các bạn được viết content luôn rồi. Được viết content luôn. Đấy, thì đấy là một điều vô cùng đặc biệt rồi, đúng không ạ? Đấy, và một cái nữa, điều đặc biệt nữa là bây giờ ví dụ nhá, mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn này. Khi mà các bạn gửi cho bạn bè của bạn mà người ta đăng ký nhá. Đây, ví dụ người ta sẽ bấm vào cái đường link của các bạn và người ta sẽ đăng ký. Khi mà người ta đăng ký để lại họ tên, email, số điện thoại xong, người ta bấm đăng ký ngay thì làm sao? Thì họ sẽ bay được sang trang cảm ơn nhé. Đây, họ sẽ được mời sang một trang cảm ơn như thế này. Và ở trang cảm ơn này sẽ có cái phần link là anh em copy link bên dưới và mời bạn bè chia sẻ. Đấy, tức là ví dụ như bây giờ các bạn sẽ giới thiệu. Đây, mình sẽ lấy ví dụ như này. Ví dụ như các bạn, đây là các bạn giới thiệu ra mình nhé. Đây là các bạn này, đây là các bạn này. Các bạn giới thiệu ra mình đây. Và khi mà mình vào đây mình học, mình vào trong cái buổi Zoom này mình học, mình cảm thấy quá hay, mình cảm thấy nó rất hay rồi, thì mình sẽ giới thiệu ra, mình sẽ copy cái đường link này này, mình sẽ copy cái đường link này và mình sẽ tặng cho bạn bè của mình. Và vào đây đi, cái mô hình này hay lắm. Đấy, thì mình sẽ mời ra bạn bè và sau đó bạn bè của mình học, bạn bè mình lại cảm thấy hay. Lại đi, bạn bè của mình mỗi người lại giới thiệu ra cho vài người nữa. Và bạn bè của mình, bạn của bạn bè của mình lại học, lại cảm thấy hay rồi, lại đi chia sẻ. Đi chia sẻ thì tất cả những cái người ở dưới này đều được ghi nhận là do khách hàng này, do bạn giới thiệu. Thì đây là một mô hình Super Affiliate, nó sẽ viral cho các bạn. Các bạn đôi khi các bạn chỉ cần, có nhiều lúc các bạn chỉ cần giới thiệu ra được 1 đến 2 người thôi mà người ta cảm thấy hiểu với cộng đồng này rồi, người ta cứ đi chia sẻ như vậy, thì tất cả những cái người này bên dưới này sẽ là người do bạn giới thiệu, được hệ thống sẽ ghi nhận đấy là người do bạn giới thiệu. Thì với cái mô hình này thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu 100, 1000 này, hàng là chục nghìn, hàng trăm nghìn những người do bạn, khách hàng do bạn giới thiệu. Đấy, thì nó sẽ vận hành như nào, tức là bây giờ các bạn sẽ tặng cái món quà, ví dụ như khoa học thiết kế hình ảnh này, thiết kế poster này. Thì các bạn sẽ, đây có rất là nhiều những người của ngoài kia, người ta sẽ mong muốn nhận được món quà. Ví dụ người ta sẽ mong muốn học về TikTok, hay là người ta mong muốn thiết kế hình ảnh. Thì các bạn sẽ cứ mời họ vào trong cái cộng đồng này. Thì trong cộng đồng này sẽ có rất nhiều những khóa học, mà đặc biệt là khóa học là học trực tiếp trên Zoom nhá. Học trực tiếp trên Zoom, chứ không phải là các bạn tặng cái khóa học quay sẵn nhá, mà học trực tiếp trên Zoom. Và trên Zoom này thì các chuyên gia, đúng không, chuyên gia đào tạo, đúng không, sẽ chăm sóc những cái khách hàng mà do bạn giới thiệu, đúng không, khách hàng do bạn giới thiệu.
giới thiệu vào. Đấy. Thì khi mà người ta đã học về đã học trực tiếp từ chuyên gia coaching 1:1 như vậy rồi, được hỗ trợ này, được học trực tiếp trên Zoom này, được hỏi đáp, thì tỷ lệ 100% đúng không? 100% học viên vào sẽ nhận được giá trị thật sự luôn. Đấy. Và họ cảm thấy ồ, cộng đồng này lại học free mà tại sao lại hỗ trợ nhiệt tình như thế, rồi họ lại lan tỏa, họ lại chia sẻ, là họ lại giới thiệu người này, giới thiệu người khác vào. Thì nếu như họ chưa đăng ký làm cộng tác viên thì tất cả những cái người đó sẽ đều được ghi nhận cho các bạn. Đấy, thì đây là một cái điều đặc điểm rất là mấu chốt. Các bạn làm rất là nhàn. Content thì các bạn đã không cần phải viết rồi, đã viết sẵn rồi. Đấy, các bạn không phải đi bán hàng mà các bạn chỉ cần đi tặng quà thôi. Đúng không ạ? Các bạn sẽ không, đây các bạn, đây mình sẽ ghi cho các bạn để các bạn hình dung hơn. Các bạn chỉ cần, đúng không, đi tặng quà, đúng không ạ, đi tặng quà. Đấy, chăm sóc, đào tạo và bán hàng thì đã có đội ngũ lo, đã có cộng đồng lo, đúng không ạ? Đấy, các bạn chỉ cần tặng quà thôi. Còn vào trong này thì chuyên gia sẽ chia sẻ, sẽ hỗ trợ giúp cho khách hàng của các bạn vào trong này. Người ta làm được những cái điều mà người ta muốn thiết kế hình ảnh thì người ta biết thiết kế hình ảnh rồi. Rồi sau đó là họ nhận được giá trị rồi họ sẽ mua hàng. Và khi mà ở trong cộng đồng này có rất là nhiều những thành viên rồi thì sẽ có những cái sản phẩm, ví dụ sẽ có những cái sản phẩm, có những cái gian hàng ở đây. Thì người ta mà mua hàng thì các bạn sẽ được ăn hoa hồng và các bạn sẽ được nhận hoa hồng. Các bạn hình dung chưa? Đấy, việc của bạn đi tặng quà, bán hàng, chăm sóc khách hàng đã có cộng đồng lo. Đã có cộng đồng lo. Và khi mà những cái khách hàng mà do bạn giới thiệu vào, nếu như mà các bạn giới thiệu được cho bạn bè của mình và bạn bè của mình giới thiệu ra bạn bè của mình, thì các bạn có thể sở hữu hàng chục, hàng trăm nghìn người đi. Đấy là tương lai sẽ là như thế. Nếu như mà các bạn là người biết trước, các bạn là người đi đầu, biết đến cái mô hình này, thì các bạn có thể sở hữu hàng 10, hàng 1.000, 2.000, 3.000, thậm chí là 10.000, 20.000 người ở dưới các bạn. Và theo các bạn là có hàng nghìn người ở dưới các bạn rồi, là do các bạn giới thiệu rồi và người ta có phát sinh mua hàng không? Chắc chắn là có. Khi mà đã có người phát sinh mua hàng thì các bạn sẽ được hưởng hoa hồng trọn đời. Hôm nay người ta mua một sản phẩm thì các bạn được ăn một sản phẩm, ăn hoa hồng một sản phẩm. Ngày mai người ta lại mua hàng, ngày kia người ta lại mua hàng, sang năm người ta lại mua hàng, sang vài năm nữa người ta lại mua hàng. Thì cứ họ phát sinh nhu cầu, họ mua hàng thì các bạn sẽ được ăn hoa hồng. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Và mình cũng muốn mời các bạn tham gia vào một buổi Zoom để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái mô hình này. Để mọi người có thể biết cách và mọi người có được cái khi các bạn hiểu ra rồi và các bạn có cái niềm tin với cộng đồng rồi thì mọi người sẽ hành động một cách mãnh liệt. Và mình tin chắc chắn là nếu như mọi người mà hình dung ra được, hiểu ra được cái vấn đề, cái mô hình này thật sự, thì mọi người sẽ làm nó quyết liệt hơn. Đấy. Thì đây là một trong cái mô hình mình cảm thấy nó quá là tuyệt vời, nó siêu tuyệt vời. Và mình cảm thấy tự tin rằng là nếu như mà mọi người mà biết đến mô hình này sớm nhá, cái này là thông tin các bạn biết sớm, thì các bạn sẽ là một trong những cái lợi thế rất là lớn rồi. Và mình tin chắc chắn rằng nếu như các bạn mà tham gia vào cái buổi Zoom của thầy mình chia sẻ miễn phí thôi, các bạn vào đây các bạn không cần phải lo sợ rằng vào đây bị bán cái gì hay là phải mua cái gì đâu. Mọi người cứ vào với một cái tâm thế là như kiểu là một khách mời thôi. Trong này sẽ không có bán gì cho các bạn hết. Mình dám cam kết các bạn rằng trong này sẽ không bán gì cho các bạn. Và đây chỉ là đang là chia sẻ cho các bạn cái mô hình nó sẽ vận hành như vậy thôi. Đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm các bạn tham gia vào group. Chúng ta vào để chúng ta biết được trên đời có một cái mô hình kiếm tiền nó dễ đến như thế. Mình tin chắc rằng nếu như các bạn hiểu về những cái gì mà mình vừa chia sẻ thì mình tin chắc chắn rằng các bạn nhìn thấy đây là cơ hội rất lớn luôn. Và mình tin chắc chắn rằng nếu như các bạn xem xong cái buổi Zoom đấy thì các bạn sẽ phải cảm ơn mình vì mình đã, đúng không, giới thiệu cho các bạn mô hình này, kinh doanh này. Và tất cả những cái người mà do bạn giới thiệu vào đây họ cũng sẽ phải cảm ơn các bạn. Người ta đang muốn học về thiết kế video, thiết kế hình ảnh chẳng hạn, người ta
ở những cái khóa học ở ngoài kia người ta đang bán và những cái giá là vài triệu, nhưng mà khi mà các bạn giới thiệu ở đây họ họ không mất tiền thì người ta học mà người ta lại có thể làm được thì người ta cũng sẽ cảm ơn các bạn. Đấy, mình tin chắc chắn một điều là như vậy. Rồi trong video này ngày hôm nay thì mình chỉ nói sơ sơ cho các bạn như vậy thôi. Thì mọi người sẽ vào trong cái buổi Zoom mình sẽ để đường link ở phía dưới để mọi người tham gia vào, mọi người nghe rồi để chúng ta hiểu rõ hơn về mô hình. Đấy, khi chúng ta hiểu rõ hơn về mô hình rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau, nhau giúp đỡ lẫn nhau để làm sao để chúng ta có thể tặng được nhiều quà nhất, sẽ đưa cho các bạn những cái chiến lược như thế nào để chúng ta tặng được nhiều quà nhất, để thu hút được nhiều thành viên vào trong này nhất, để sau này chúng ta sẽ phát sinh được nhiều giao dịch và chúng ta sẽ có nhiều hoa hồng nhất. Thì đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc là để dưới phần bình luận đấy, thì mọi người có thể hoặc là mọi người có thể inbox qua Zalo cho mình, thì có gì thắc mắc hay là cần hỗ trợ thì mình cũng sẽ là một trong những người hỗ trợ các bạn. Mình tin chắc chắn rằng một những bạn nào mà xem được video này của mình là những người biết thông tin sớm về cái mô hình này thì mọi người sẽ có một lợi thế cực kỳ là lớn. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.